Theo kết quả cuộc nghiên cứu của trang mạng chuyên về tài chính cá nhân tên là Wallet Hub, số nợ thẻ tín dụng của dân Mỹ lần đầu tiên vượt quá mức 1.000 tỷ đô la. Bản tin của ABC News nói rằng người tiêu dùng của Mỹ mượn thêm hơn 90 tỷ đô la trong năm ngoái, là con số cao nhất của một năm kể từ năm 2007 tới nay. Trung bình mỗi nhà người dân Mỹ có số nợ thẻ tín dụng vào khoảng gần 9.000 đô la. Theo nhà kinh tế Jules Collins tại Wallet Hub, thì số nợ cao như vậy phản ánh sự lạc quan của người dân Mỹ về tình hình kinh tế sẽ giúp họ có khả năng trả nợ. Chỉ riêng trong 3 tháng sau cùng của năm 2017, người dân Mỹ mượn thêm 67 tỷ đô la qua các thẻ tín dụng. Chỉ số điểm tín dụng trung bình của người Mỹ là 675 điểm, thấp hơn 4 điểm trung bình so với năm 2007. Người ta tiên đoán rằng số người tiêu dùng không trả nổi theo thẻ sẽ tăng lên trong những tháng tới đây, khiến chỉ số tín dụng sẽ xuống thấp hơn.